Mặc dù hệ thống cung cấp nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Lào Cai đầu tư, nâng cấp và mở rộng đã hoàn thành từ lâu, nhưng đến nay, theo phản ánh của người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, thì công trình này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của bà con. Theo phương án sửa chữa, nâng cấp thì nguồn nước sinh hoạt được dẫn từ bể đầu nguồn qua hệ thống lọc và đến nhà dân. Thế nhưng, thay vì sử dụng nguồn nước dồi dào từ vòi, nhiều hộ dân tại xã Phú Nhuận lại phải chất chiêu từng giọt nước bằng các can chứa như thế này. Các anh hứa là các anh nâng cấp, sửa chữa, nhưng trong quá trình các anh không nâng cấp mà các anh chỉ có lối dài ra thôi. Cái chất lượng thì là một phần này, nhưng mà cái thời gian phục vụ chúng tôi chẳng hạn bây giờ thì cấp cho chúng tôi làm sao được khoảng 24 giờ, lúc nào chúng tôi cần là nó cũng có, để tránh trường hợp nhiều lúc nó hết nước. Đây là công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mở rộng bể chứa nước được xây dựng trước đó. Hệ thống cung cấp nước sạch này do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Lào Cai lắp đặt và đi vào hoạt động với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Thế nhưng, khi công trình đi vào hoạt động thì nguồn nước vẫn không đủ để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Thì đối với những cái kiến nghị của người dân, thì Ủy ban xã cũng đã tiếp thu và gửi những cái kiến nghị của người dân đến đối với đơn vị chủ quản hiện nay là Trung tâm Nước sạch tỉnh Lào Cai để có cái hướng đề nghị với Ủy ban tỉnh như là các cái cấp các ngành có liên quan đầu tư để nâng cấp cái đầu vào của công trình để đảm bảo cái nhu cầu sử dụng nước cho người dân. Thứ nhất là cái tiêu chuẩn sử dụng nước của nông thôn là 60 lít là cũng đã là rất là thấp so với cả thực tế nhu cầu của người dân. Hiện tại bây giờ người dân sử dụng ở xã Phú Nhuận là đang sử dụng cái tiêu chuẩn khoảng trên 100 lít trên người trong ngày đêm. Chính vì vậy nên là hệ thống đang không đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy là tổ quản lý vận hành của Trung tâm Nước sạch là đang phải thực hiện cấp nước luân phiên cho các thôn. Quy định là như vậy, song cơ quan chức năng cần xem xét thực trạng, nhu cầu, quy mô dân số tại địa phương, tránh việc đầu tư cải tạo nhiều lần, lãng phí ngân sách mà không đáp ứng được nhu cầu thực tế trong việc sử dụng nước của nhân dân. Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có giải pháp điều chỉnh hợp lý, thì hiện tại người dân xã Phú Nhuận sẽ vẫn phải tiếp tục sử dụng nước luân phiên.